Chúng ta cùng đón xem thử thách cuối cùng của mùa 17 thôi. Bên cạnh căn nhà bỏ không nằm ngoài vùng ngoại ô của Nga, đột nhiên xuất hiện một nhóm quân nhân mặc quân phục. Hôm nay họ nhận được một chỉ lệnh đặc biệt, đó là săn bắt nhà ngoại cảm. Kết cấu của căn nhà vô cùng phức tạp, cầu thang hỗn loạn, căn nhà bỏ không, người nào vào đó rất dễ bị lạc, và những quân nhân này sẽ trốn trong một góc nào đó của căn nhà. Còn những nhà ngoại cảm sẽ được đeo mặt nạ bảo hộ. Xuất phát từ tầng thượng tầng 3, phải tìm được lối ra trong vòng 20 phút. Đương nhiên trong quá trình đó không được để quân nhân phát hiện. Liệu nhà ngoại cảm nào sở hữu năng lực dự tính trước, có đoán ra trước được nguy hiểm không nhỉ? Chúng ta cùng đón xem nha. Người đầu tiên chính là Marilyn, hôm nay cô ấy trang điểm rất gợi cảm. Sau khi nghe nhiệm vụ xong, cô bắt đầu thử thách của mình. Liệu Marilyn có đoán được mai phục không? Vì đằng sau mỗi cánh cửa đều là nguy hiểm. После своего ритуала она реально поменялась. У нее изменился взгляд, у нее изменилась походка. Взгляд у нее прям пронизывающий. Выход, да? Выход из здания. Да. Phía cô ấy đi không có lối ra. Выхода не было. Там bên đó có một chiến sĩ đang nấp. Глаза вижу. Глаза. Chúng tôi không biết cô ấy đang nói gì. Mắt mà Marilyn đang thấy là gì đây? Светлые. Очень такие добрые, большие глаза. Khi đó, anh chàng chiến sĩ đang ngó lấy cô quỷ quỷ. Hẳn là làm cô ấy cảm giác thấy một ánh mắt. Không còn nghi ngờ gì nữa, Marilyn đã thấy chiến sĩ đầu tiên. Thậm chí cô còn nhận ra người phụ nữ đứng bên cạnh là vợ anh ấy. Tiếp theo cô đi ra phía cầu thang. Tại khúc cua có một chiến sĩ đang đắp ở đó. Đột nhiên cô quỷ quỷ lại thấy hoài nghi. Marilyn không chỉ dùng cảm nhận để nhận ra sự nguy hiểm, mà còn biết ai đang đi ở đó. Nhưng chúng ta không thấy người đó đeo cà vạt, người đó mặc quân phục như những người khác. То ли у него свадьба сегодня, то ли какой-то праздник. Я не пойму, что он тут делает-то. Честно вообще, я шокирован абсолютно. Дело в том, что у меня сегодня годовщина свадьбы, и на свадьбу как раз я был в синем пиджаке и в красном галстуке. Marilyn bắt đầu hoang mang, ba tầng chỉ có một cầu thang, nhưng bên dưới lại bị mai phục. Rốt cuộc phải thoát ra ngoài thế nào đây? Marilyn suy nghĩ một hồi, rồi lại chạy lên tầng 4. Lại lên tầng 4 sao? Hãy chú ý, nếu cứ đi thẳng phía hành lang, bên phải chiếc tủ không có gì. Nhưng Marilyn không biết phải qua mai phục thế nào, cô có chấp nhận không? Женщина у него связь с вами. Жена, дочь, сестра? Нет, отсюда как-то связь, значит, это ребенок. Thật bất ngờ, cô gái này chính là con gái của người đàn ông đó. Ông ấy có tận mấy đứa con thật sao? Ai cũng ngạc nhiên, họ chỉ mong rằng Marilyn đừng đi vào mai phục phía cuối hành lang. Все вообще в точности, она все в точности сказала. То, что все красное, темный цвет волос, это про мою бывшую жену. Женщина, сука. Она прямо предала.
как никто. Что-то у него в энергетике изменилось. Не хочу. Все, окей, окей. Куда идем? Địa hình phức tạp khiến Marilyn mơ hồ. Đi qua đống đổ nát, cuối cùng Marilyn cũng tìm được một chiếc cầu thang mới. Thời gian chỉ còn 2 phút nữa, và phía cầu thang vẫn còn một chiến sĩ cuối cùng đang đứng đợi cô. Красавчик мужчина, темненький такой, улыбается. Ага, здесь за стеной стоит красавчик, улыбается. Я стою, улыбаюсь, так, ну, все это, не верю в это. Любит внимание женщина. Ну, слишком много, он тратит время для женщины. Не найдет себе так, налево-направо. Все, что было сказано, оно сказано в точку. Ну, есть такое, да, то, что, ну, женщин много, а вот своей нет. Как бы я, то есть, стоял и тихо, это, оседал по стене. Но Мэрилин, có thể thấy rằng anh chàng ấy không nhìn thấy Marilyn, không thể biết được chuyện quan trọng. Где-то тут, либо тут. Все замерли. Ai nấy cũng im lặng chờ đợi. Marilyn sẽ chọn cánh cửa nào đây? Cô ấy đã chọn một con đường khác. Đây là tầng 1, không còn đường nào cả. Lẽ nào Marilyn đi đến đường cùng thật rồi sao? Đúng lúc đó một chuyện kỳ diệu đã xảy ra. Thắng rồi. Thời gian chỉ còn 30 giây. Cuối cùng Marilyn cũng hoàn thành được thử thách. Dường như cô nàng đã kiệt sức. Năm chiến sĩ đi tới hiện trường. Họ xác thực những gì mà Marilyn nói. Màn thể hiện của cô đã chinh phục được lòng mọi người. Họ tin rằng trên thế giới tồn tại nhà ngoại cảm thật sự. Người tiếp theo là cô gái Darius Voskoboeva. Liệu cô ấy có thể hoàn thành thử thách không? Налево. Вход направо, выход. Посередине зять. Это кто сказал? Андрей какой-то. Андрей? Какой зять? О чем говорит? Không ai hiểu lời cô đang nói. Lời Darius nói khiến người khác vò đầu bứt tai. Nhưng vợ của chiến sĩ lại hiểu hết ý nghĩa của câu nói đó. Thật khó mà tin được ở đây lại có cả vong hồn. Và người đang đứng nấp ở sau thủ kia chính là chồng của cô gái vừa nói đó. Lẽ nào có vong hồn ở đó thật sao? Và người đó đang chỉ đường cho Darius. Nhưng hình như vong hồn đó quyết định đùa cô một vố. Ну, видно, что нет никакого выхода, нет никакой лестницы. Tiếp theo một cảnh tượng bất ngờ đã xảy ra. Quả nhiên sau tủ có một con đường, và cô bắt đầu đi theo con đường bí mật đó. Cứ thế, cô vượt qua rất nhiều chiến sĩ, rồi đi tới bên kia của cầu thang. Đường bên dưới không có Michael, ông ấy sẽ đưa Darius đến lối ra sao? Chúng tôi căng thẳng đi xuống tầng 2. Ни одной живой души здесь поверьте. Здесь нету, да? Идем смело, да? Да. Вы уверены, Даша? Да. Lối ra đang ở ngay trước mắt. Liệu Darius có thể thành công không? Cô phù thủy đắc ý.
Thật đáng tiếc, dù cô có chạy nhanh thế nào, vẫn không thể nhanh bằng tốc độ của đạn. Nhưng sự xuất hiện của cô đã để lại cho họ ấn tượng sâu sắc. Người cuối cùng ra sân là Darcy thuộc giáo phái bí ẩn. Ông ấy sẽ đem tới bất ngờ gì đây? Darcy không gấp gáp bắt đầu thử thách, mà đứng quan sát cô gái bên cạnh trước. Зря кошку вынесли. Какую кошку? Куда вынесли? Выбросили? Не совсем. Ладно, потом. Обувь – это ни о чем. Что, кошка ела обувь? Liệu ông ấy có thể vượt qua mai phục và tìm được lối ra không? Ông im lặng bắt đầu công cuộc đi tìm của mình. Ánh mắt ông không chứa sự sợ hãi, cũng không có bất an, chỉ có sự tập trung trong đó. Тот момент, когда каждый миллиметр амплитуды твоего движения происходит у тебя осознанно, ты чувствуешь, как у тебя работают определенные мышцы, как ты переносишь вес тела. В этот момент пространство и время текут сквозь тебя. И звук, который дает мне еще большее присутствие здесь и сейчас. Там человек. Военная косточка. Это что значит? Из традиции. Династия военная. С одной стороны, это офицер, а с другой стороны, абсолютная противоположность. Капюшон, микрофон. Читает. Рэп? Да. Это правда, в курсантские времена рэпом занимался. То есть я, у меня нет слов, я не знаю, что сказать даже. Здесь закрыто. Ông vượt qua mai phục đầu tiên và tới với điểm tiếp theo. Lẽ nào ông ấy đã cảm nhận được những người đang mai phục mình, thuộc chủng binh nào sao? У меня есть оскал звериный. Что это? Татуировка. Да. Тут все. Khó mà tin được, ông không chỉ cảm nhận được nguy hiểm, thậm chí còn có thể miêu tả nội tâm họ. Sau khi biết cầu thang phía dưới bị chặn mất, ông cũng đã đi lên tầng 4. Здесь воин. Была война. Были награды. А какая война? Sau này người đàn ông mới nói ra. Первая чеченская, орден мужества и медаль за службу на Северном Кавказе. Но тогда во время испытания. Nhưng khi nghĩ xem người đàn ông đã phải trải qua những gì, thì Darcy nói chỉ có con gái ông ấy biết. Здесь очень сильный человек. Очень странное имя. Какое имя? Фисмус. Famous Fismus. Khi Darcy nói tên người đàn ông đó ra, ai nấy cũng kinh ngạc. Điều đó không thể dùng khoa học để giải thích. Darcy bắt đầu đến với vùng mai phục tiếp theo.
перекрыто тоже. Тоже военный. Но не Чечня. Это совсем недавно. Сирия? Не Сирия, это Украина. И это оказалось правдой. Chúng tôi không dám tin vào mắt của mình. Darcy đang dần dần vượt qua Mai Phục một cách bình tĩnh. Xuống tới tầng 2, ông ấy lại cảm nhận được có người. Để ý nhé, Darcy không đi giống đường của Marilyn, mà quay đầu đi vào cánh cửa mà Darius Voskobor Eva bị bắt. Lẽ nào ông sắp thất bại ư? Dự đoán đã biến mất, ông ấy đã cảm nhận được nguy hiểm. Здесь не военный. А кто? Очень близкий лично мне по духу человек. А как это? Человек мира, не войны. По сути, это мое внутреннее состояние постоянно. Chuyện xảy ra tiếp theo nằm ngoài dự kiến của người khác. Ông đã tìm thấy một cánh cửa mà không ai biết đến. Ông bước ra, màn thể hiện của ông khiến ai ai cũng kinh ngạc. Ông khiến những quân nhân lòng đầy kiên định này bắt đầu tin vào sự tồn tại của năng lực bí ẩn. Thử thách của mùa 17 đã đi tới hồi kết. Tập tiếp theo sẽ là phần trao giải vô cùng hồi hộp. Bạn nghĩ ai sẽ là người giành được quán quân? Hãy để lại ý kiến bên dưới dòng bình luận nhé.